Em Loan mến chào anh chị đến với kênh Cờ Tướng TV. Với niềm đam mê cháy bỏng, em Loan đã sưu tập và gửi đến anh chị yêu cờ những ván cờ tướng tuyệt hay mang tựa đề Màn phế xe kỳ dị đáng nể của Lại Lý Huynh. Anh chị mến yêu em Loan, vui lòng bỏ ra vài giây tặng em Loan một like, một đăng ký kênh để em Loan kiếm tí rau và tí bún nha. Nào, mời anh chị cùng thưởng thức.
Chơi đến đây, Kim Kha Từ không thể đỡ nổi, vì vậy Kim Kha Từ đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha.
Chơi đến đây, Lý Tiêu Liên không thể đỡ nổi, vì vậy Lý Tiêu Liên đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha.
chơi đến đây, Cát Nhĩ Ba không thể đỡ nổi, vì vậy Cát Nhĩ Ba đã buông cờ chịu thua. Video này của em Loan đến đây là hết rồi. Anh chị ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em Loan nha. Em Loan cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mỗi ngày. I love you chụt chụt. Bye bye.